và uống nhanh quá ngọt. Hôm nay muốn chia sẻ cái bài này cho anh em mình thường nhậu á, nhậu thức dậy hay bị nhức đầu là do trong buổi nhậu mình ăn uống no say á, về mình ngủ thì máu nó sẽ tập trung về phần bao tử để nó xử lý cái đống tùm lum tùm la đó, thì nó xử lý toàn bộ phần này để nó tiêu hóa thì nó sẽ thiếu thiếu phần ở trên 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 này, cho nên là hay nhức đầu. Thì cũng đúng thôi, cái nào cần thì cần thiết trước. Cho nên tại sao lúc nhậu mà người mà ói ra được á, thì nó khỏe, nó đỡ hơn là nhậu mà ăn uống nhiều quá cũng gây ảnh hưởng cái phần này. Thì cái phần đó là bỏ qua. Tiếp là mình nằm, khi mình ngủ dậy á, thường á, là vì lý do công việc là thói quen á, mình hay bật dậy cái mình đi răng súc miệng liền. Thì cái đó thời thời trẻ thì cũng không sao, nhưng mà ở độ tuổi này á, nó có những cái gọi là có tuổi á, nó có những cái biến chứng, chẳng hạn như là sau sau một đêm mình ngủ dài á, thì máu huyết đó, nó không có lưu thông, trong không có lưu thông bình thường như cái mình đang thức. Cho nên khi mình thức dậy á, mà mình bật ngồi dậy mình làm việc gì đó hay là đánh răng súc miệng thì nó có một số nguy hiểm á. Cho nên cái bài này á, là em tập cũng được 6 tháng rồi, thấy nó hay và nó làm cho mình tỉnh táo sau khi thức. Đúng ra là mình tập ở giường thôi, giường nằm thôi, tại vì ngồi dậy cho nó tiện, nó dễ dễ nhìn. Nằm ở giường tập hoặc ngồi ở giường ngủ luôn, không cần phải bước xuống, chỉ trong vòng 3 phút tới 5 phút thôi mỗi ngày. Hoặc những lúc nào mình say quá, thì khi mình say quá mà mình dậy á, nó nhức đầu với nó mệt, nó ảnh hưởng tâm lý làm việc nữa. Cái ngày đó mình mệt trong người hay là cái đầu mình nhức là mình dễ có cái triệu chứng là tâm trạng hay hơi bực. Một cái tình huống gì đó mà nó làm khó chịu thôi, cũng dễ cho mình có cái cảm giác là bực dọc. Cho nên cái bài này á, em thấy hay, nó cũng giải quyết được một số vấn đề cho buổi sáng mà mình khi mà mình bước vào công việc mình làm á, nó tốt, chỉ xử lý công việc nó cũng thoáng hơn. Thì theo mình biết á, hai lòng bàn tay mình nó sẽ có rất nhiều huyệt trong này đó. Đây dỗ dỗ nha, 30 tới 40 cái. Đây là động tác này. Nếu mình sợ ồn á, mình chà nóng cũng được. Nếu mình sợ ồn, nếu mà tại mình thức sớm có thể là gây ồn ảnh hưởng đến con cái hay vợ nằm kế bên, là phải xoa. Xoa thì nó không bằng đánh, đánh thì nó kích dây thần kinh, tất cả những cái thần kinh nó kích. Đánh thì nó tốt hơn, nó kích mấy dây thần kinh đó. Và đây là thứ hai đó. Từ 30 tới 40 cái. Ở đây nè, đây tất cả những cái này nó có huyệt đạo hết đó. Mình kích kích cho cái huyệt cái này, máu huyết nó lưu thông buổi sáng nó tốt.
Rồi sau cái phần đó là phần giúp giúp mặt. Đó, giúp thì từ 3 đến 4 giúp cái hai bên mang tay. 3 đến 4 giúp cái. Kiểu này là kiểu giúp rau cũng quan trọng mà. 30 tới 40 cái. Và phía sau mình dùng để mình gãi nó. Gãi lên. Gãi. Gãi hết cái phần đầu này. Dùng ngón tay gãi. Dùng. Thì nãy giờ em làm vậy là khoảng chừng 3 đến 5 phút thôi, nhưng rõ ràng một chuyện thử để ý đi, tỉnh táo hẳn ra, rất tỉnh táo. Thì hy vọng em chia sẻ bài cái bài này có giúp ích được cho anh em mình. Quan trọng là lúc mà bật dậy, thì chỉ cần mà cái mạch máu mình nó bị đông đông lại hay nó chậm nhịp thôi, mình bật dậy cái nó chỉ cần một cái bất 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 trắc nhỏ thôi là nguy hiểm lắm. Hồi trẻ khác nhưng mà có tuổi thì những cái đó rất nguy hiểm, dễ bị là đột quỵ. Rồi.